kính chào ban giám khảo. Em tên là Phạm Nguyễn Ngọc Minh. Em học lớp 2G, trường tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đến với cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc lần thứ 2 năm 2022. Em xin lựa chọn đề số 1. Chỉ quen dùng những sản phẩm tiện ích, không thân thiện với môi trường. Đó chưa phải là lối sống tích cực, chỉ có tiện mà chưa có lợi. Chính vì thế, môi trường ngày càng bị ô nhiễm và ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Nhiều khi nhìn thấy người dân vứt rác ra đường hay bác bán hàng đựng đồ cho khách trong nhiều túi ni lông, em luôn mong muốn làm một điều gì đó để giúp họ nhận ra những hành động chưa đúng của mình. Từ đó, biết hành động đúng để bảo vệ môi trường sống của nhân loại. Và rồi, một lần vào hiệu sách gần nhà, em đã tìm thấy một cuốn sách có tên thật giản dị, dễ thương. 100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho trái đất của tác giả Trang Nguyễn. Qua cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm nay, em muốn chia sẻ với độc giả cuốn sách này. Em hy vọng sẽ lan tỏa được những điều bổ ích của cuốn sách tới mọi người, để chúng ta cùng nhau hành động, góp phần giữ gìn môi trường sống trong lành, thân thiện với thiên nhiên. Tác giả Trang Nguyễn, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1990. Cô là một nhà bảo tồn động vật hoang dã, bắt đầu tham gia các hoạt động về bảo tồn động vật hoang dã từ năm 16 tuổi. Cô tốt nghiệp tiến sĩ tại Anh năm 2019, chuyên ngành quản lý đa dạng sinh học. Cô đang thực hiện các dự án bảo tồn động vật hoang dã ở Nam Phi, Campuchia và Việt Nam. Đồng thời, cô cũng là tác giả của 3 cuốn sách Trở về hoang dã, Cha hoang dã, Gấu, cuốn sách 100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho trái đất. Đây là cuốn sách xuất phát từ ý tưởng, mỗi ngày là một việc nhỏ nhặt nhưng có ích cho trái đất. Những việc làm này được cô thực hiện vào năm 2016. Đến năm 2018, sau đó cô tập hợp thành cuốn sách 100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho trái đất do nhà xuất bản Dân Trí kết hợp cùng Nhã Nam phát hành. Cuốn sách được xuất bản năm 2020, dày 210 trang, khổ 20x20cm, giản dị như tựa đề của nó. Cuốn sách ghi lại 100 hành động nhỏ mà tác giả đã thực hiện theo từng mùa trong năm. Xuân, hạ, thu, đông, độc giả có thể thấy mỗi mùa có những hành động xanh, thích hợp và dễ áp dụng để ai cũng có thể thực hiện hàng ngày. Ví dụ, vào mùa xuân, mọi người có thể tự làm mứt kẹo Tết, tặng hạt cây cho bạn bè, lì xì hạt giống cho trẻ em, tổ chức tiệc chay dịp đầu xuân, dùng giấy tái chế gói quà. Không dùng màng bọc thực phẩm khi lưu trữ đồ ăn ngày Tết. Dùng nồi áp suất, nồi ủ cho những món nấu lâu. Mùa hè đến, mùa đi du lịch, đi chơi xa, tác giả Trang Nguyễn đưa ra những nhắc nhở cho chúng ta về việc sử dụng kem chống nắng, mỹ phẩm có chứa hạt vi nhựa, hạn chế sử dụng ống hút nhựa, nước đóng chai, bông tăm ngoáy tai, các sản phẩm đóng gói nhỏ, cốc giấy hay ăn kẹo cao su. Đặc biệt, khi đi biển, không nên tác động đến rạn san hô và cần hạn chế ăn hải sản. Mỗi khi đi rừng, chúng ta cần học cách tôn trọng rừng, không vứt rác ra rừng, chặt cây rừng hay săn bắt động vật. Bên cạnh đó, độc giả còn được hướng dẫn tưới cây vào sáng sớm, tận dụng nguồn năng lượng mặt trời, ăn kem thế nào cho thân thiện với môi trường. Đến mùa thu, bạn có thể thử tái sử dụng một số đồ đạc trong nhà, sửa chữa đồ hỏng hóc, dùng xà bông thân thiện với môi trường. Và nhất là những ngày tiết trời mát mẻ, mọi người nên tham gia các hoạt động ngoài trời để được hòa mình vào thiên nhiên thay vì nhốt mình trong bốn bức tường. Và cuối cùng là mùa đông. Mùa đông là thời điểm thích hợp để mọi người có thể tự chế một chiếc thảm chùi chân từ áo phông cũ hay
học cách giữ ấm vào mùa đông mà ít phải sử dụng đến điều hòa, máy sưởi. Chắc chắn, sau khi đọc xong cuốn sách 100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho trái đất, bạn sẽ biết được nhiều cách, dù đơn giản, nhưng góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp. Cuốn sách khép lại bằng một câu hỏi: hành động 101 của bạn là gì? Nó giống như một lời rục rã mọi người cần làm ngay những hành động xanh để bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại. Để hình thành thói quen đọc sách, em nghĩ mỗi người cần lập cho mình một kế hoạch. Sau đây, em xin chia sẻ kế hoạch phát triển văn hóa đọc cho bản thân. Kế hoạch của em có tên gọi thử thách đọc sách hàng tháng. 1. Mục tiêu của kế hoạch: mỗi ngày dành 30 đến 60 phút đọc sách. Lựa chọn các cuốn sách phù hợp với lứa tuổi và phù hợp với chủ đề. 2. Đối tượng: các bạn học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. 3. Nội dung công việc cần thực hiện. Bước 1. Lập các chủ đề đọc sách cho từng tháng. Ví dụ như đọc cuốn sách nhắc đến một con vật mẹ yêu thích khi còn nhỏ, viết bởi một tác giả có tên bắt đầu bằng chữ T đã được chuyển thành phim, viết về một nhân vật có thật, sách có chữ số trong tựa đề, sách của tác giả nữ, sách nói về khoa học vũ trụ. Bước 2. Lựa chọn ngẫu nhiên một trong các thử thách, sao cho trong một tháng đọc đủ các đầu sách đúng chủ đề đặt ra. Bước 3. Lựa chọn sách, mọi người hãy đọc lời giới thiệu, xem hình minh họa, tên sách để phán đoán nội dung, xác định thể loại cho phù hợp với chủ đề đã chọn. Lưu ý, việc đọc sách không bị giới hạn là đọc sách in giấy, chúng ta có thể chọn cả sách điện tử, sách nói hay bất kỳ hình thức nào phù hợp. Bước 4. Lập sổ nhật ký đọc sách. Trong đó, mọi người có thể ghi lại thời gian đọc sách, các chi tiết mình yêu thích, thông tin quan trọng của cuốn sách, nhân vật em ấn tượng, em học được gì từ nhân vật, cảm nhận của em về cuốn sách, đánh giá và cho điểm sách, đặt câu hỏi cho tác giả, có thể hỏi khi có dịp trò chuyện với tác giả. Bước 5. Chia sẻ về cuốn sách, nói cho người thân, bạn bè nghe về cuốn sách, hoặc quay video ngắn để giới thiệu sách, rồi chia sẻ trong các cộng đồng đọc sách trên mạng Internet. 4. Dự kiến kết quả đạt được, hình thành và duy trì được thói quen đọc sách, nâng cao vốn từ, kiến thức về tự nhiên và xã hội, có kỹ năng đọc hiểu, biết cách đọc phù hợp với từng thể loại sách. Trên đây là kế hoạch của em. Em tin rằng nếu thực hiện được những việc đó thì việc đọc sách sẽ trở thành thói quen, thành niềm vui, niềm đam mê của mọi người. Em xin chân thành cảm ơn.